Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận 1 của hôm nay, ngày thứ Hai 29 tây tháng 1 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có một bài chuyển ngữ của bài phát biểu của Tổng thống Biden tại Columbia, South Carolina, ngày 27 tây tháng 1 năm 2024. Bài phát biểu này được đúc kết gọn lại vào những điểm chính với phần chuyển ngữ đơn giản, dễ hiểu. Xin mời quý vị thính giả khắp nơi cùng nghe sau đây. Bài phát biểu của Tổng thống Biden tại Columbia, South Carolina, ngày 27 tây tháng 1 năm 2024. Thưa các bạn, tôi yêu Colombia rất nhiều vì tôi có rất nhiều bạn bè ở đây. Có những người đã rời xa tôi mãi mãi và vẫn còn những người đang hiện diện tại đây để ủng hộ tinh thần và giúp đỡ tôi. Sự thật là tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu không có các cử tri đảng Dân Chủ ở South Carolina. Và đó là sự thật. Vì vậy tôi muốn bắt đầu bằng một thông điệp rất đơn giản. Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Nếu bạn từng nghi ngờ rằng sức mạnh thay đổi nước Mỹ nằm trong tay bạn, thì xin hãy nhớ điều này. Bạn đã chứng minh điều đó. Bạn là lý do khiến tôi làm tổng thống. Bạn chính là lý do khiến Kamala Harris trở thành phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn là lý do khiến Donald Trump trở thành một cựu tổng thống bị đánh bại. Bạn là lý do khiến Donald Trump thất bại. Và bạn là lý do chúng tôi sẽ chiến thắng và đánh bại hắn một lần nữa. Tôi quyết tâm mang đến cho tất cả những người đã bị đánh gục, bị loại, bị bỏ rơi ở Mỹ một cơ hội một lần nữa, một cơ hội công bằng để kiếm sống, chăm sóc con cái, khởi nghiệp, có thể mua sắm một ngôi nhà, xây dựng sự giàu có thực sự cho các thế hệ mai sau. Donald Trump và những người bạn MAGA của ông ấy tin rằng họ phải kìm hãm chúng tôi để nâng mọi người khác lên. Nhưng tôi không tin điều đó. Tôi tin rằng nước Mỹ đủ lớn, đủ mạnh, đủ may mắn để tất cả chúng ta cùng thành công. Và đó là lý do tại sao cuối cùng chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế phát triển từ giữa ra và từ dưới lên, thay vì nền kinh tế nhỏ giọt từ trên đi xuống. Vì khi làm như vậy thì người nghèo được thăng hạng, người trung lưu làm tốt hơn, còn người giàu vẫn tiếp tục làm tốt. Tất cả chúng ta đều làm tốt công việc của mỗi người. Hãy nghĩ lại tình trạng hỗn loạn mà Donald Trump đã để lại cho đất nước này. Một đại dịch chết người, một nền kinh tế rơi tự do, một cuộc nổi dậy bạo lực. Vào thời điểm đó, tôi đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp chúng ta vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử, và chúng ta cùng nhau làm. Chúng tôi đã tiêm chủng cho hầu hết những người Mỹ. Chúng ta đã tạo ra kỷ lục 14 triệu việc làm mới trong 3 năm. Vào năm 2021, ngay khi tôi nhậm chức, tôi đã gửi cho mỗi người trong số các bạn những tấm check $1,400 và những tấm check trị giá $300 cho mỗi đứa trẻ trong những gia đình chăm chỉ. Đó là hàng ngàn đô la để giúp mọi người vượt qua cơn khủng hoảng thực sự. Điều đó đã giúp giảm một nửa tỷ lệ nghèo đói cho trẻ em da đen ở Mỹ. Bởi vì không có đứa trẻ nào ở Mỹ phải chịu đói ăn không bao giờ. Khi Donald Trump
đẩy các doanh nghiệp nhỏ của người da đen xuống cuối hàng trong nguồn tài trợ cứu trợ đại dịch. Tôi đã chuyển họ lên đầu hàng. Và ngày nay, các doanh nghiệp nhỏ của người da đen đang khởi nghiệp với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm. Nhưng các bạn, hãy nhìn xem, những điều mà đất nước này đã trải qua khá khó khăn đối với nhiều người. Nhưng chúng tôi còn đang tiến bộ, còn rất nhiều thứ nữa trên đường đi. Lạm phát đang đi xuống. Hiện nay tỷ lệ này ở Mỹ thấp hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới này. Giá cả của trứng, sữa, thịt gà, gas và rất nhiều mặt hàng thiết yếu khác đã giảm đi rất nhiều. Nhưng bất chấp tất cả những gì chúng ta đã làm để giảm giá, thì vẫn còn quá nhiều tập đoàn ở Mỹ lừa gạt người dân, tăng giá tùy tiện, tham lam và gian lận. Thưa các bạn, điểm mấu chốt là nền kinh tế của chúng ta trong 6 tháng qua đã tăng trưởng nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong suốt 4 năm cầm quyền của Trump. Và trong một thời gian dài, chúng ta đã nhập khẩu các dự án, sản phẩm và xuất khẩu việc làm. Và giờ đây nhờ tất cả những gì chúng ta đã làm, chúng ta đang xuất khẩu các sản phẩm của Mỹ ra nước ngoài. Và chúng ta đang mang việc làm của người Mỹ trở về Hoa Kỳ, nơi họ thuộc về. Nước Mỹ đang trải qua thời kỳ bùng nổ sản xuất mà không ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Nhưng tôi biết điều đó là có thể. 800.000 việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất và đang tiếp tục tăng với những công việc được trả lương cao. Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, bao gồm cả mức thất nghiệp của người da đen thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ. Khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc đang ở mức thấp nhất trong 20 năm. Việc cắt giảm thuế trị giá 2.000 tỷ đô la của Donald Trump khi ông ta còn là tổng thống đã mang lại lợi ích cho giới giàu có nhưng không bao giờ được bù đắp lại. Việc giảm thuế cho những người giàu, trong đó có ông ta và gia đình ông ta, những bạn bè của ông ta, điều đó đã khiến thâm hụt liên bang tăng lên. Chúng tôi đã thành công trong việc giảm mức thâm hụt đó xuống. Và tất cả những tiến bộ chúng tôi đạt được đều bắt nguồn từ một đề xuất đơn giản: hứa và giữ lời hứa. Như tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ đánh bại Big Pharma, công ty tính giá thuốc theo toa ở Mỹ cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cùng một công ty, cùng một đơn thuốc, và chúng tôi đã làm được với insulin 35 đô la một tháng cho người cao tuổi, thay vì 400 đô la một tháng. Chúng tôi đã cố gắng cung cấp 35 đô la đó cho mọi người, nhưng Đảng Cộng Hòa đã chặn chúng tôi. Nhưng với cuộc bỏ phiếu của chúng ta vào năm 2024, chúng ta sẽ biến điều đó thành hiện thực cho tất cả mọi người. Chi phí tự chi trả cho tất cả các đơn thuốc của người cao tuổi sẽ sớm bị giới hạn ở mức 2.000 đô la một năm. Tôi đã bảo vệ và mở rộng đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, mang lại cho hàng triệu gia đình hơn 800 đô la một năm phí bảo hiểm và bảo vệ chăm sóc sức khỏe của họ đối với các tình trạng bệnh lý đã có từ trước. Và nhân tiện, về cơ bản là tăng gấp đôi số tiền tài trợ Pell. Hãy nhìn xem, ngày nay nhiều người Mỹ da đen có bảo hiểm y tế nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi đã hứa, và tôi đã giữ lời hứa. Tôi đã hứa sẽ giúp giảm bớt khoản nợ sinh viên tích lũy cho hàng triệu người đang phải gánh chịu trong cuộc khủng hoảng của đại dịch. Tòa án tối cao đã chặn tôi, nhưng họ không thể ngăn cản tôi. Tôi đã tìm ra một cách khác để giúp đỡ hơn 3,7 triệu người, giáo viên, y tá, cảnh sát, lính cứu hỏa, với khoản cứu trợ trị giá 130 tỷ đô la.
và làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn do kết quả của những điều đó mang lại. Và 25.000 người khác mỗi tháng, bắt đầu từ tháng tới, sẽ bắt đầu được miễn các khoản vay sinh viên của họ, bởi vì họ nhận được thông báo bằng một lá thư từ tôi rằng bạn sắp nhận được sự cứu trợ đó. Vì dịch vụ công cộng của họ nên họ có thể theo đuổi ước mơ của mình, khởi nghiệp, kinh doanh, mua nhà, lập gia đình. Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ đầu tư kỷ lục 7 tỷ đô la vào các trường cao đẳng và đại học. Trong số này có cả 8 trường cao đẳng và đại học của South Carolina. Họ sẽ có thêm kinh phí và tài trợ cho các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu tiên tiến. Và một lần nữa, một lời hứa đã được thực hiện. Tôi giữ lời hứa của mình khi nói rằng không ai phải ngồi tù chỉ vì sở hữu hoặc sử dụng cần sa, và hồ sơ của họ phải được xóa bỏ. Và tôi đã hoàn thành được lời hứa này. Tôi đã cam kết có một chính quyền giống như nước Mỹ trước đây để khai thác tối đa tài năng của đất nước chúng ta. Và tôi tự hào rằng chúng ta có chính quyền đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ, bởi vì tôi biết sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta ở Mỹ. Chính tại South Carolina, tôi đã hứa sẽ bổ nhiệm người phụ nữ da đen đầu tiên vào tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tên của cô ấy là thẩm phán Ketanji Brown Jackson. Tôi cũng đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ da đen vào các tòa phúc thẩm liên bang, nhiều hơn mọi tổng thống khác trong lịch sử Hoa Kỳ cộng lại. Và tôi đã giữ lời hứa. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc hàng trăm ngàn cựu chiến binh tiếp xúc với chất độc hại và chăm sóc gia đình họ. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra đạo luật PACT. Với tư cách là tổng tư lệnh, tôi nghĩ chúng ta chỉ có một nghĩa vụ thiêng liêng. Tôi đã nói điều đó nhiều lần. Chuẩn bị cho những người chúng ta đưa vào nơi nguy hiểm và chăm sóc họ cũng như gia đình họ khi họ trở về nhà. Với tư cách là tổng tư lệnh, tôi nhìn các cựu chiến binh hoàn toàn khác về Donald Trump. Chắc các bạn vẫn chưa quên, đặc biệt là ở South Carolina. Và Donald Trump khi còn là tổng thống, là còn là một tổng tư lệnh, ông ta đã từ chối đến thăm một nghĩa trang của Hoa Kỳ bên ngoài Paris dành cho những người lính Mỹ đã hy sinh. Và ông ta đã gọi những anh hùng đó là những kẻ ngu ngốc và những kẻ thua cuộc. Trump thực sự đã nói những lời xấu xí không nên nói đó. Còn tôi gọi họ là những người yêu nước và là những anh hùng. Người thua cuộc duy nhất mà tôi thấy là Donald Trump. Tôi xin lỗi vì đã có một chút mất bình tĩnh, nhưng mà điều đó thực sự khiến tôi rất khó chịu. Trong những tuần gần đây, chúng ta bắt đầu thấy bằng chứng thực tế cho thấy người tiêu dùng ở Mỹ đang có niềm tin thực sự vào nền kinh tế mà chúng ta đang xây dựng. Hãy để tôi nói cho các bạn biết, còn một người khác nữa cũng đang chú ý đến điều đó. Đó là Donald Trump. Các bạn có nghe ông ấy đã nói gì không? Ông ấy muốn chứng kiến nền kinh tế Mỹ sụp đổ trong ngay năm nay. Có công dân Mỹ nào lại muốn nền kinh tế của đất nước bị sụp đổ hay không? Làm sao có người Mỹ nào, đặc biệt là một cựu tổng thống, lại có thể mong muốn một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ tàn phá hàng triệu người Mỹ?
chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Ngoại trừ một người, đó là Donald Trump. Được rồi, để tôi nói cho các bạn biết, ý của ông ấy thực sự là gì? Donald Trump biết nền kinh tế này đang rất tốt, đang mạnh và ngày càng mạnh hơn. Ông ta biết rằng mặc dù điều đó tốt cho nước Mỹ, nhưng mà lại có hại cho ông ấy về mặt chính trị. Trump đã từng nói rằng ông ta không muốn trở thành một Herbert Hoover, nhưng mà đã muộn mất rồi. Chỉ có hai tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ rồi nhiệm sở với ít công việc hơn so với khi họ nhậm chức. Hai người đặc biệt đó là Herbert Hoover và Herbert Hoover Trump. Và nhân tiện, các bạn có nhận thấy dạo này Donald Trump bắt đầu lún lẫn rồi hay không? Rõ ràng ông ta đã không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Nikki Haley và Nancy Pelosi. Thưa các bạn, chúng ta đang được tiến bộ thực sự về một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt, đó là an ninh ở biên giới. Dự luật đầu tiên tôi đưa ra là nhằm thay đổi lớn về an ninh ở biên giới của chúng ta. Hai tháng trước, nhóm của tôi bắt đầu làm việc với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng để đưa ra dự luật an ninh biên giới cứng rắn nhất, thông minh nhất và công bằng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuối cùng, nó sẽ cung cấp khoản tài trợ mà tôi đã yêu cầu nhiều lần vào tháng 10 để bảo đảm biên giới của chúng ta. Nó bao gồm thêm 1.300 đội tuần tra biên giới. Chúng tôi cần thêm đặc vụ ở biên giới. Chúng tôi cần 375 thẩm phán nhập cư để đánh giá công bằng xem ai đó có thể đến và ở lại hay không. Và hơn 100 máy kiểm tra tiên tiến để giúp phát hiện và ngăn chặn fentanyl xâm nhập vào biên giới Tây Nam của chúng ta. Nó cũng sẽ trao cho tôi, với tư cách là tổng thống, quyền khẩn cấp để đóng cửa biên giới cho đến khi nó có thể được kiểm soát trở lại. Nếu dự luật đó đến ngay trong hôm nay, tôi sẽ đóng cửa biên giới ngay trong hôm nay và sửa chữa nó nhanh chóng. Dự luật lưỡng đảng sẽ tốt cho nước Mỹ và giúp sửa chữa hệ thống nhập cư bị hỏng của chúng ta. Và quốc hội cần phải hoàn thành việc đó nhanh chóng. Các bạn ơi, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Đó là lý do tại sao tôi rất lạc quan về tương lai của chúng ta. 40.000 dự án trên khắp nước Mỹ và vẫn còn đang tiếp tục tăng. Xây dựng lại những con đường và những cây cầu của chúng ta để có được Internet tốc độ cao với giá cả phải chăng ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, để loại bỏ những ống chì độc hại ở Mỹ, để mọi trẻ em đều có thể bật vòi ra lấy nước trực tiếp và uống nước sạch mà không lo bị tổn thương não. Chúng ta đã thông qua luật an toàn súng quan trọng nhất trong nhiều thập niên, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta cấm được vũ khí tấn công một lần nữa như tôi đã từng làm. Bây giờ hãy nhìn xem, tôi muốn bạn tưởng tượng, hãy tưởng tượng trong cơn ác mộng rằng một tương lai nếu mà Donald Trump trở lại nắm quyền. Tôi nói chuyện này một cách nghiêm túc đấy. Với cơn ác mộng khi ông ấy còn đương chức trước đây, thì hẳn các bạn cũng có thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra. Trump và những người bạn MAGA của ông ấy đang cố gắng một lần nữa để loại bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng và tước bỏ các biện pháp bảo vệ mà các bạn đang có. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Các bạn có sẵn sàng cùng tôi làm tốt điều đó hay không? Và thay vì tiết kiệm an sinh xã hội cho người lao động và tầng lớp trung lưu, thì Trump và các đảng viên Cộng hòa lại đang muốn cắt giảm hoặc loại bỏ nó. Nhưng các bạn có thể hình dung ra cảnh tượng, nếu ông ta có lại được quyền lực, thì Trump và những người bạn MAGA của ông ta
sẽ đưa ra một khoản giảm thuế lớn nữa cho giới siêu giàu và các tập đoàn lớn nhất. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi biết rõ điều này. Trump và những người bạn MAGA của ông ấy quyết tâm tước đi các quyền tự do của bạn, chẳng hạn như quyền tự do bầu cử, quyền tự do lựa chọn của phụ nữ. Và bây giờ họ đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn, rộng hơn, là cấm trên toàn quốc. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi đã nói rõ rồi, nếu đảng Cộng hòa MAGA cố gắng thông qua lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, tôi sẽ phủ quyết nó. Và hãy coi rằng một lời hứa đã được thực hiện và một lời hứa sẽ được giữ. Và nếu bạn bầu lại tôi và Kamala Harris với Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ và đa số lớn hơn ở Thượng viện vào tháng 11 tới đây, thì hãy tưởng tượng một tương lai nơi chúng ta có thể khôi phục lại quyền phá thai, đưa quyền tự do lựa chọn của phụ nữ trở thành luật vĩnh viễn trên toàn quốc. Tôi đã hứa thì tôi sẽ giữ lời. Hãy để tôi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng một câu chuyện. Cách đây vài tuần, tôi đã nói chuyện tại nhà thờ mẹ Emmanuel ở Celestine. Tôi đã nói rằng có những thế lực cực đoan và nguy hiểm đang hoạt động trên đất nước này. Họ chia rẽ chúng ta, chứ không đoàn kết chúng ta. Họ muốn kéo chúng ta về quá khứ, thay vì dẫn chúng ta đến tương lai. Họ từ chối chấp nhận kết quả bầu cử hợp pháp và đang tìm cách để chấm dứt hiến pháp. Họ muốn chấp nhận bạo lực chính trị và quyền lực tối cao của người da trắng. Họ đã duy trì lời nói dối rằng chế độ nô lệ không phải là nguyên nhân của nội chiến. Và chúng ta đã phải trả giá cho những lời nói dối đó qua nhiều thế hệ. Và lời nói dối lớn của Donald Trump cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Chúng ta không thể cho phép lời nói dối đó tồn tại, bởi vì nó đe dọa nền dân chủ của chúng ta. Ông ta đã nói dối vì quyền lực, nói dối vì lợi nhuận. Chúng ta phải lên tiếng để phản bác những lời dối trá này bằng một giọng nói rõ ràng và kiên cường. Các bạn của tôi, chúng ta phải nói sự thật. Chúng ta vẫn tin vào sự trung thực và sự tôn trọng dành cho nhau. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng và xứng đáng được đối xử bình đẳng trong suốt cuộc đời. Chúng tôi không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người đều xứng đáng có được một cuộc sống công bằng. Chúng tôi đứng lên chống lại cái ác của nạn phân biệt chủng tộc, chất độc của quyền lực tối cao của người da trắng. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Và chúng ta sẽ được sống trong ánh sáng, không phải sống trong bóng tối. Chúng ta sẽ đứng về phía sự thật và đánh bại những lời dối trá. Ngày 3 tây tháng 2 là ngày bầu cử sơ bộ của các bạn, lần đầu tiên trong toàn quốc. Hãy tổ chức thật chu đáo, hãy huy động thật nhiều người và hãy cùng nhau đi bỏ phiếu. Và hãy nhớ, chúng ta là ai? Chúng ta là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và không có gì vượt quá khả năng của chúng ta nếu chúng ta sát cánh cùng nhau. Thượng Đế sẽ ban phước cho tất cả các bạn và xin Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn. Joe Biden. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình bình luận với video 2 sau một tiếng nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.